Sau đây là phần tin Việt Nam được mở đầu với Chu Linh. Doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khi Trung Cộng tiếp tục chính sách Zero Covid. Các nhà xuất cảng Việt Nam ngày càng gặp khó khăn trong việc vận chuyển sản phẩm sang Trung Cộng do thời gian vận chuyển tăng gấp đôi và chi phí tăng gấp 4 lần khi nước láng giềng khổng lồ tiếp tục chính sách Zero Covid. Theo tờ Người Lao Động, khoảng một tháng nay, tình trạng kẹt cảng ở Hoa Lục càng lúc càng trầm trọng, khiến cho các doanh nghiệp xuất nhập cảng, logistics, sản xuất hàng dệt may, da giày điện tử của Việt Nam khốn đốn khi đường đi của nguyên vật liệu hàng hóa bị gián đoạn vì chính sách Zero Covid của Trung Cộng. Giữa bối cảnh tác động từ cuộc chiến tại Ukraine của Nga vẫn đang ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Các nhà xuất cảng trái cây và rau quả bị ảnh hưởng, đặc biệt về hầu hết phụ thuộc vào thị trường Hoa Lục. Theo Express, tình trạng thắt chặt kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh đã khiến nhiều nông dân phải bán nông sản tại địa phương với giá thấp hơn nhiều, trong khi một số thậm chí phải ngừng thu hoạch trái cây. Việc đóng cửa khẩu gần đây ở Thượng Hải và các thành phố khác của Trung Cộng cũng mang đến những thách thức mới cho các nhà xuất cảng Việt Nam, vốn đã gặp khó khăn trong việc vận chuyển hàng qua biên giới kể từ cuối năm ngoái. Hiện có ít nhất 46 thành phố của Trung Cộng đang bị phong tỏa toàn bộ hoặc một phần, ảnh hưởng đến khoảng 343 triệu người dân. Tờ Bloomberg cho biết thường các xe tải phải chờ mất khoảng 12 ngày mới có thể nhận được container ở cảng Thượng Hải, lâu gấp 3 lần so với thời điểm hồi cuối tháng 3. New Straits Times dẫn lời một số doanh nghiệp Việt Nam cho biết tình trạng khan hiếm container khiến cho đơn hàng xuất cảng của họ bị chậm nhiều ngày và phí vận chuyển trái cây sang Trung Cộng đã tăng gần gấp 4 lần so với một năm trước đó. Thống kê của quý đầu năm nay cho biết Trung Cộng là thị trường xuất cảng lớn thứ hai của Việt Nam sau Hoa Kỳ với kim ngạch đạt 13.7 tỷ đô la. Nước của dòng sông Mekong lúc đầy lúc vơi một cách đột ngột. Mực nước sông Mekong đang cao một cách kỷ lục vào những ngày cuối tháng 4, thì đột ngột giảm đi trong những ngày đầu tháng 5 do sự đóng mở bất thường của các đập thủy điện, mà chủ yếu là từ Trung Cộng. Nhiều người dân ở vùng châu thổ sông Cửu Long, ở hạ nguồn của sông Mekong, cũng dễ dàng nhận thấy sự bất thường của con nước. Giải pháp để mà ứng phó mà nhiều người lựa chọn đó là thận trọng trong việc ra quyết định và chia nhỏ rủi ro. Ông Nguyễn Hữu Nguyên ở tại Châu Đốc thì sống nhiều năm với nghề nuôi cá tra, vẫn thường xuyên theo dõi diễn biến của con nước, cho biết là trong suốt mùa khô năm nay, mực nước sông luôn luôn cao hơn mọi năm vài ba tấc. Vài ba tấc nước vào mùa khô là một con số lớn, nên người làm nông cảm thấy lo lắng vì không theo quy luật thông thường. Càng lo hơn vì biết do Trung Quốc xả nước để mà phát điện. Nhiều nông dân ở vùng đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu cũng chung nỗi bất an về sự bất thường của dòng sông. Anh Lê Minh Điền ở tại Thanh Bình, Đồng Tháp cho biết là sự biến đổi dòng nước đã diễn ra cả chục năm nay, chứ không phải đến tận bây giờ. Điều dễ nhận thấy nhất chính là khi nhìn dòng sông không còn cái cảm giác trở nặng phù sa của ngày xưa. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì mực nước sông ở các trạm đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu đã diễn tiến tăng trong những ngày tới, vì liên tục tăng trong 2 tuần cuối tháng 4. Các đập thủy điện thượng nguồn đã xả ra một lượng nước rất lớn vào dòng sông Mekong. Bản tin cho biết trong tuần cuối tháng 4 thì có 19 trên 45 đập được xả theo dõi đã xả tổng cộng là 2.45 tỷ mét khối nước. Và tại Changshan ở tại Thái Lan thì ước tính lượng nước đã vượt trung bình nhiều năm đến 61%. Và tuần trước đó thì các đập thủy điện này cũng đã xả 2.4 tỷ mét khối nước. Và đây là con số kỷ lục tại thời điểm được ghi nhận. Sau 2 tuần xả nước ồ ạt thì hiện ở các đập ở Trung Cộng đang giảm lượng xả nước. Và theo bản tin cảnh báo mới nhất thì việc thủy điện Trung Cộng giảm lượng xả nước đột ngột sẽ khiến cho nước sông Mekong dọc theo biên giới Thái Lan và Lào giảm mạnh. Và mực nước có thể giảm đến 1.8 mét trong khoảng từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 5 tại Changshan tại Thái Lan và từ ngày mùng 3 tháng 6 tháng 5 tại Luang Prabang ở Lào và từ ngày mùng 5 cho tới ngày mùng 8 tháng 5 tại Chiang Khen, Thái Lan. Nguyên nhân có thể là do hiện tại đập Cảnh Hồng là cái đập thấp nhất trong chuỗi 11 đập thủy điện bậc thang của Trung Cộng trên dòng chính sông Mekong.
Mực nước hồ chứa đã giảm 0.58m và ở mức thấp hơn vào khoảng 0.31m so với trung bình nhiều năm. Hoa Kỳ bàn giao thêm trung tâm huấn luyện và cơ sở bảo dưỡng tàu cho cảnh sát biển Việt Nam. Hoa Kỳ vừa bàn giao thêm trung tâm huấn luyện và cơ sở bảo dưỡng tàu cho cảnh sát biển Việt Nam để giúp Việt Nam giám sát các vùng biển nhằm bảo đảm tự do hàng hải và thương mại. Tiến sĩ Robert Pope, giám đốc Bộ phận Giảm thiểu đe dọa hợp tác TCR thuộc Cơ quan Giảm thiểu đe dọa Quốc phòng Hoa Kỳ DTRA, vừa có chuyến thăm 4 ngày tại Việt Nam vào cuối tháng 4. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí sau chuyến thăm, ông Pope cho biết Hoa Kỳ đã bàn giao thêm trung tâm huấn luyện cho cơ sở bảo dưỡng tàu cho cảnh sát biển Việt Nam ở Hải Phòng. Cơ sở này cho phép cảnh sát biển Việt Nam có thể bảo dưỡng các tàu thuyền lớn hơn, giúp chúng hoạt động trên biển thường xuyên và lâu hơn. Điều đó sẽ giúp Việt Nam giám sát các vùng biển của mình để bảo đảm tự do hàng hải và thương mại. Ông Pope cho hay những gì DTRA đã và đang làm là giúp xây dựng 4 cơ sở huấn luyện cho 4 vùng cảnh sát biển Việt Nam. Tại các cơ sở này, Hoa Kỳ cung cấp mô hình mô phỏng thuyền để thủy thủ Việt Nam có thể học cách điều khiển, tập lái mà không nhất thiết phải lên tàu. Theo tiến sĩ, mục đích cuối cùng là nâng cao khả năng sử dụng tàu thuyền tốt hơn để phục vụ hoạt động tuần tra, bảo vệ chủ quyền tốt hơn. Chúng ta làm tất cả những công việc này cùng nhau để bảo đảm rằng chúng ta có một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở. Việt Nam bảo vệ chủ quyền và các nguồn tài nguyên ở các vùng biển của mình tốt hơn. Tại cùng cuộc gặp với báo giới, Đại tá Thomas M. Stevenson, tùy viên quốc phòng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam khẳng định, Hoa Kỳ đang thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở, bảo đảm an ninh an toàn cho ngư dân trên vùng biển này. Ngoài hợp tác với cảnh sát biển Việt Nam, Hoa Kỳ đã chuyển giao 24 xuồng tuần tra cao tốc Meroshot, 2 tàu tuần tra lớp Hamilton và đang xem xét chuyển giao tàu thứ 3 cho Việt Nam. 2 tàu tuần tra lớp Hamilton được Hoa Kỳ chuyển giao cho Việt Nam năm 2017 và năm 2021 thông qua chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa EDA. Các tàu tuần tra này sau đó được biên chế cho cảnh sát biển Việt Nam. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng giúp Việt Nam phi cơ không người lái để giúp cảnh sát biển Việt Nam mở rộng khả năng quan sát trên biển. Việt Nam cho ngừng việc khai báo y tế nội địa. Bộ Y tế Việt Nam vừa có thông báo là tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa. Theo Bộ Y tế thì hiện nay dịch COVID-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, với số ca nhiễm và tử vong đã giảm một cách rõ rệt, dưới 10 ca tử vong một ngày, và tỷ lệ trích vaccine COVID-19 cao trên phạm vi toàn quốc, trên 96% ở nhóm trên 12 tuổi và đang tiến hành tiêm vaccine cho nhóm từ 5 cho đến 11 tuổi. Vaccine COVID-19 thì vẫn có hiệu quả với các biến thể virus COVID-19 hiện đang lưu hành, và căn cứ tình hình thì khả năng đáp ứng với dịch bệnh COVID-19. Bộ Y tế đề nghị chính quyền các tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan là hãy tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa, di chuyển trong nội địa, nơi công cộng và trong nhà hàng. Trước đó thì ngày 26 tháng 4, Bộ Y tế cũng đã có công văn về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với những người nhập cảnh kể từ ngày 27 tháng 4. Giám đốc CDC Hà Giang nhận hoa hồng 770 triệu đồng từ công ty Việt Á. Đã có 3 cá nhân là lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Giang nhận 770 triệu đồng của công ty Việt Á sau khi các thương vụ mua sắm bộ xét nghiệm. Theo đó, Thanh tra tỉnh Hà Giang vừa công bố kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm bộ xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Giang CDC Hà Giang liên quan đến công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Kết luận thanh tra cho biết, qua thanh tra tại 6 đơn vị đã phát giác sai phạm tại 4 đơn vị gồm có Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, CDC tỉnh Hà Giang, Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên, Bệnh viện Đa khoa Bắc Quang với số tiền hơn 4.5 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại CDC Hà Giang, cơ quan thanh tra phát giác đã có hành vi nhận tiền của lãnh đạo cơ quan này từ công ty Việt Á, là nhà thầu đã cung cấp 4 gói thầu cung ứng sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm, bộ xét nghiệm dùng cho hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR cho CDC Hà Giang. Qua làm việc với lãnh đạo CDC Hà Giang, ông Nguyễn Trần Tuấn, giám đốc, bà Phan Thị Nga, trưởng khoa xét nghiệm, và bà Tô Minh Huệ, kế toán trưởng,
thừa nhận có nhận 770 triệu đồng tiền mặt từ công ty Việt Á. Công an tỉnh Hà Giang đã thu giữ toàn bộ số tiền trên vào ngày 6 tháng 4. Đến nay, các cơ quan tố tụng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Công an các địa phương đã khởi tố 6 vụ án hình sự và bắt giữ 33 bị can, người có liên quan đến công ty Việt Á. Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị kiểm soát và xua đuổi chim. Sau nhiều vụ phi cơ va chạm với đàn chim xảy ra trong thời gian gần đây, thì Cục Hàng không của Việt Nam đã có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường việc kiểm soát và xua đuổi chim. Được biết là chuyện phi cơ va phải chim gần đây được phát hiện vào lúc 11 giờ đêm ngày 3 tháng 5, sau khi mà chiếc máy bay Airbus A321 thực hiện chuyến bay VN1820 từ Phú Quốc hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Và khi phi cơ lăn vào bến đậu số 26, thì thợ máy kiểm tra đã phát hiện ra vành động cơ và cánh quạt của động cơ số 2 dính máu chim. Và thợ máy đã cho kéo phi cơ về xưởng để kiểm tra kỹ thuật. Trước đó, vào sáng ngày 30 tháng 4, tại khu vực đầu đường băng 25L, phi trường Tân Sơn Nhất thì có nhiều chim én, khiến cho chuyến bay VJ360 từ Tân Sơn Nhất đi Đà Lạt đã phải dừng để chờ xe đuổi chim trong vòng 2 phút rồi mới cất cánh được. Cục Hàng không Việt Nam cho biết là theo thống kê của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không, thì các vụ va chạm giữa chim và phi cơ có xu hướng tăng trong các tháng gần đây. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin chiều nay của Huỳnh Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và kính chúc quý vị một buổi tối an lành.